Cơn mưa đầu mùa anh em ơi.
Cưa bánh xe còn dính mấy cưa nữa cha. Trời ơi. Cưa bánh xe mà cũng dính mấy cưa nữa nha mọi người. Trời ơi, thợ cưa nè. Cưa bánh xe mà cũng dính mấy cưa nữa. Rồi để lấy cho bạn. Nào cái Rồi, lỏng hay liền quá không? mọi người ơi. Nè nè dính này, lấy cho bạn này nó ra luôn. Đây nè, hay quá cái mặt nè. Nè nè cái mặt nè mọi người. Đi trên cửa xuống cửa. Đó, Cửa sẽ báo có mọi người cưa chưa. có cái bánh xe mà để dính lễ lộc gì tầm này nữa mọi người. Đây là ngày giỗ tổ gì đó mọi người ơi, mọi người à, cái Nãy mặt anh kêu rút vào đây cho đẩy xuống. à. Không có đẩy được. Đẩy được cái Đó, cây bây giờ theo cái vỏ nó gắn liền. cưa cây á, dính mấy cưa là xưa rồi, bây giờ cưa cái vỏ xe mà cũng dính mấy cưa nữa nha anh em. Đó, giờ cậy đâu ra đâu. Ca này khó nha. Ca này phải 2 lít. Ca này phải 2 lít đó nha anh em. Hồi nãy kêu lấy dây xích kéo rồi đâu có chịu nghe. À, cột dây xích cho xe chạy tới cái rớt cái bụp. Đó. Cưa cây dính mấy cưa là xưa rồi. Trời. Đây cái mặt nha anh em. Mai mốt anh em nào cần tìm thợ cưa thì cứ Alo, cứ alo. alo alo thầy nha mọi người. Thấy thầy đang gì gì 2 lít mà thầy phải chui vô gầm nha mọi người. Đi 2 lít đi thùng bia. Rồi ra rồi mọi người ơi, mọi người ơi, ra rồi mọi người. Không có. Anh ấy dục xịt gì mà. Từ từ mình ra ngoài đi, ra ngoài ngồi thế. Rồi đúng rồi mọi người, đập vô cọng sên luôn mọi người. Bố. Mai có bốt cô từ từ. 125k. Dê xe lấy mấy cưa gì có gì đâu, giờ mình chạy tới là mấy cưa nó kẹt vô đó là nó ra khúc cây chứ có gì đâu. Không dê xe thì mình nhích xe, trời ơi dễ mà ca này. Thôi tắt video đi, người ta chửi lắm mọi người. Tí người ta bụp mình luôn á mọi người. Quay vô kỹ mọi người. Đây chiêu. Chiêu chiêu cuối nha mọi người. Hồi nãy nó cột xích từ đầu mà không chịu. Đó đó thầy tà lanh nha mọi người, đó. Tà lanh nữa đó, tà lanh. Rồi. Đây nha mọi người ơi. Đòi lụm của anh ta hả, đâu có dễ ăn. Dễ ăn thầy ăn hết rồi con ơi. Vậy ăn lên chùa ăn hết rồi mọi người ơi. Trời ơi, đòi ăn không của anh ta hả, ăn ma gì nha mọi người. Đó, dứt nè, dứt nè, dứt nè, banh luôn, né xa xa ra mọi người ơi. Chết rồi mọi người ơi. Mọi người cột dây xích dài quá rồi. Từ từ. Dây xích dài quá. Giờ mấy cưa nó lên trên luôn rồi. Tí. đúng rồi, căng lên. Hay quá thầy ơi. Quấn 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 vô đó thôi được rồi. Cậu ơi quấn chạy tới. Quấn cái dây đó cho căng luôn Cậu đi quấn Văn. chạy tới. Vậy nó vượt đi. Không không, rồi anh chạy đi nó giữ. Không giữ cái cưa giữ cái đó. Không, giờ nó không có trúng mấy cưa đâu. Tội tà lanh nha mọi người.
Rồi lấy 2 lít hả? Không có dễ đâu. Ca này xong rồi ní ơi. À. Có gì la lẹ lẹ la nha mọi người, la lớn lên nha Vanh ơi. Cưa cây dính là xưa rồi, giờ cưa cái vỏ xe cũng đi dính nữa. Rồi rồi, bó bà tập đi mạnh thời. Tới miếng ra đây. Tới xíu nữa. Tới đây, tới miếng ra đi. Chưa, nó còn tí nữa mới ra được. Ra ngoài rồi, nó còn miếng nữa. Rút không ra. Dính dính mấy cưa, dính mấy cưa. Nó không sao đâu. Anh nhích miếng nữa là... Cần cái dính đó, dính mấy cưa. Đây, cái lô đâu có 900 à. Cái đây cầm đâu có 900 à. Đứng ngắt cái đội hả? Giỡn hả con? Tránh ra đi, người ta có rớt rớt xuống đất chứ rớt đi đâu. Hồi nãy cột xích từ đầu là được rồi. Rồi thành công nha mọi người. Đi bao giờ? Đó, 2 lít rồi, 2 lít nha mọi người. Đi thùng bia mà cuối cùng cũng được thùng bia mọi người.